mày nói gì, mày nói gì? Em cho nó. Má kêu kìa. Cho mày hả? Nó kêu kìa bà nó. Mày ADM chứ mày mẹ thân mày thì sao? Mày nói cho nó nghe là không được xếp xem free. Cãi nó đi. Mày kêu leader nó chỉ mấy người ra làm nó chửi mày cho mày xem. Kêu xếp xem free hả? Mày kêu leader đồng ý đi. Rồi kêu xếp xem em. Có leader đồng ý nó mới kêu. Mày ra làm nó có cho. Xếp xem free hả? Tao chưa giờ nghe vụ đó.